Quýnh nhà xin mến chào quý cô bác anh chị em Lời đã đầu thì cho Quýnh nhà gửi lại chào lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả Câu chuyện nào thì nó cũng sẽ xuất phát từ cái sự yêu thương chân thành Thì nó mới làm nên một cái câu chuyện giống như là đời thật được Và trong cái MV ca nhạc cũng với lại phim của những người con cố ca sĩ như là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang và những chú tiểu thấy được rằng là những cái nghĩa cử cao đẹp cái sự yêu thương chân thành dành cho người mẹ quá cố là nó vô bờ bến không ai có thể là hả so sánh hoặc là đánh đổi được cho nên rằng các bạn có lên tiếng để mà có thể là chê người ta là dở thế này thế kia hay là hả không có cái gì được gọi là mới mẻ thì cái đó là chuyện của các bạn nhưng tương lai cái mv đó nó sẽ là thịnh hành lắm đấy và nó sẽ là đạt được một cái ngưỡng được gọi là triệu view đó mấy bạn ạ cho nên giờ ai nói gì đó là tùy người ta cứ nghĩ rằng là idol của họ hát mới hay idol của họ hả hát mới gọi là họ feel thế này thế nọ nhưng mà thật sự khi mà lên tông thì lại lên không có nổi mà chưa kể rằng là chắc gì idol của các bạn lại được đóng trong một cái mv mà nó giàu tình cảm cái sự yêu thương chân thành đến như vậy và xuất phát từ tặng đáy lòng của một người con dành cho mẹ quá cố của mình và cho dù idol của các bạn có diễn giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng khó thể nào diễn tròn vai của một người con có hiếu lắm và chắc có lẽ cũng khó có một cái chương trình nào có thể mời idol của các bạn đóng trong một cái mv là một người con rất là có hiếu rất là yêu thương cha mẹ rất là nhớ công ơn của mẹ mình đã từng giúp đỡ cho mình 6 năm vừa qua đâu Bởi vì sao? Bây giờ idol của các bạn cũng đã có tương lai mới rồi Rộng mở mới rồi Nói chung là tắt tần tật những cái câu chuyện là đã có người thầy mới rồi Cho nên rằng là idol của các bạn sẽ không bao giờ mà hiểu được cái cảm xúc thật Của những người con cố ca sĩ thể hiện trong cái ca khúc vừa qua đâu Nói ấy thì đơn giản vậy đó Chứ nhưng mà khi mà mình diễn Thì mình lại là khó cho nên á, chỉ có những cái người mà người ta chân thành, người ta yêu thương thật sự, người ta mới diễn được. Còn cái người mà người ta chưa bao giờ mà người ta thật lòng, sống thật tâm và người ta chưa bao giờ biết ơn biết nghĩa thì cho dù diễn hàng trăm hàng nghìn lần thì nó cũng sẽ trơ trơ trớt trớt như vậy thôi, sẽ không bao giờ mà lay động được hàng triệu trái tim của quý vị khán giả. Thôi bây giờ mà mình nói về cờ nhiều á, thì người ta sẽ nghĩ rằng là à, cờ mới có 18 tuổi, cờ chưa hiểu được sự đời. Rồi hả bản thân của cờ thì còn cha còn mẹ. Cho nên là cờ chả cần phải thờ phụng ai, cũng chả cần phải báo hiếu trả hiếu cho bất kỳ một ai. Chỉ cần nghe lời thầy, cái người thầy mà họ đã giúp đỡ cho cờ mấy ngày vừa qua đấy. Lúc nào họ cũng nói rằng là bác ba tiếng thứ hai cũng bác ba nói chung là bác ba là cái người mà họ dạy dỗ cho cờ biết được rằng là mình trả hiếu như thế nào là đúng là à, báo hiếu như thế nào là hả để cho cha cho mẹ mình được vui được phấn khởi thế này thế kia dạ vâng cho nên nó có ca sĩ đâu là cái nghĩa lý gì đối với cờ mọi người thấy không ngay kể cả bác ba mà người ta cũng nói rằng là bác ba dạy cho cờ á, là phải báo hiếu cho cha cho mẹ thôi chứ còn những người mà đã có công ơn dưỡng dục cờ suốt 6 năm vừa qua là cái người mà cờ đã từng gọi mẹ trong 6 năm mấy á chỉ là người dân nước lạ thôi cho nên cuộc đời này nó lạ và nó ngộ lắm đó. Cái công ơn nó rõ ràng ràng như vậy Mà người ta nói rằng là trả ơn cái gì Trả hiếu cái gì Mà phải chi á Mà phía bên cố ca sĩ người ta đòi thế này đòi thế kia Thì mình không nói Còn đằng này người ta im lặng Người ta trả lên tiếng nói tiếng nào Mà người ta lại không nhận định được Giữa cái sự trả ơn và cái sự vô ơn Nó khác biệt nhau hoàn toàn Thật Bác ba cứ nghĩ đi Người em kết nghĩa của bác ba là cố ca sĩ á Ngày xưa cô ấy sống á, cô ấy có chân thành không ạ cô ấy sống cô ấy làm việc có hết mình không cô ấy có giúp đỡ cho người mà cô ấy cho đi không cần nhận lại không ạ à? nhiều lắm chứ bác phải chi á mà là người anh kết nghĩa thì bác phải là cái người hiểu rõ rằng là em của mình nó như thế nào chứ còn bản thân của cờ á, thì bác mới tiếp xúc thôi bác chưa hiểu được ngọn ngành ở phía bên trong đâu và bây giờ á cờ thể hiện cờ là một đứa con ngoan hay là biết nghe lời bác á cái chuyện đó nó cũng khá là bình thường thôi tại vì bây giờ không nghe lời bác thì làm sao có tương lai được đang rung đùi một phát là có 2 tỷ đồng ngồi hát khơi khơi hát dở hát hay gì chả cần quan trọng miễn là lên hát cho ông bào thôi là có cả trăm triệu đồng ở trong túi rồi cho nên rằng là làm sao mà không ảo diệu được bác cho dù là có không thích bác đi chăng nữa thì cờ cũng thể hiện rằng là cờ quý trọng người thầy giống như bác lắm cho nên á nhiều lúc thấy thương cố ca sĩ là như vậy ngày xưa mà sống chung cùng với lại cô ấy á đơn giản rằng là chỉ cần sướt mướt chỉ cần lay động cô ấy một tí hoặc là làm cái gì đó mà cô ấy cảm thấy thương cô ấy cảm thấy tội là cô ấy lại mũi lòng liền biết không bao nhiêu lần như vậy đó mà cô ấy vẫn kìm nén cô ấy vẫn chịu đựng thì cái lý do vì sao mà cờ nghe lời bác thì bây giờ bác cũng dần dần đã hiểu được rồi ạ à. cho nên á bây giờ mình nói trước là mình bước không có qua đâu bác bây giờ mình nói á thì à, người ta không có tin hoặc là có nhiều lúc đó, trong lòng bác cũng buồn hoặc là bác suy nghĩ rằng là cờ cũng đang lợi dụng bác bác biết rõ điều đó chứ nhưng mà bác không có dám nói nhiều lúc à, đang trong cái tinh thần được gọi là làm ăn nó ăn chia sòng phẳng mà bây giờ mình lên tiếng mình nói thì biết bao nhiêu cái mũi dùi nó chịu vào phía của mình cho nên những cái sự việc đó bắt đều là câm nín cả Thôi thì mình cũng vì cái chén cơm manh áo Mình cũng vì cái công việc Mình cũng vì à, biết bao nhiêu cái nghĩa cử cao đẹp mà bác dành cho cờ Chứ nhưng mà bác cũng đâu có hiểu được rằng là bản thân của cờ nó như thế nào và ra làm sao Ngày xưa cố ca sĩ cũng từng sai lầm khi nghĩ rằng là cờ là con ngoan trò giỏi Tại vì lúc đầu về dễ thương lắm bác giống như bây giờ đâu Rồi riết rồi bây giờ sống cái là bắt đầu dở ra cái thói hư tật xấu rồi biết bao nhiêu cái câu chuyện ở phía đằng sau rồi cố ca sĩ cũng là cái người gánh chịu cả rồi cuối cùng sau tất cả cố ca sĩ luôn là cái người mà phải chịu biết bao nhiêu là cái sự dè biểu cái sự dèm pha tương lai thôi rồi bác cũng sẽ y như vậy thôi á cho nên bây giờ mà cờ ngoan ngoãn thì bác cũng đừng có khen nhiều bởi vì mình khen nhiều là sau này mình không có dám lên tiếng để mà mình chê hoặc là mình lên tiếng để mình nói ra cái sự thật đâu bác cuộc đời mà nổi tiếng là phải có tai tiếng mà cái sự tai tiếng bởi cái sự vô ơn thì nói thật sự người ta cũng dài chừng lắm bác Quỳnh Trang Thiên Nhung Tuyết Ngân á sống thật với bản thân lắm Lúc nào các em cũng chỉ nghĩ rằng là mình sống với mẹ nuôi của mình Thì không có nhiều tiền bạc, không có nhiều của cải vật chất Đi diễn cũng chưa bao giờ được trăm triệu trên show diễn cũng chưa bao giờ mà ngồi rung đùi phát khi được người ta cho 2 tỷ đồng hoặc là hả ngồi hát mà à, đệm câu này đệm câu kia lên tông cũng được không lên tông cũng được hát dở cũng được hát hay cũng được người ta cũng không có quan trọng thì cũng có cả tỷ đồng ở trong túi cho nên rằng là các em đâu có có cái khái niệm đó các em phải nỗ lực hàng ngày phấn đấu biết yêu thương biết san sẻ biết làm theo những cái điều mà người mẹ Nuôi ái dạy cho các em Cho nên rằng là Nó khác biệt nhau hoàn toàn lắm Một cái khía cạnh của cố ca sĩ thì sống Nó không có giàu sang Nó không có vật chất Còn ở phía bên kia Thì ở phía bên ông Bảo với lại bác ba Thì lúc nào cũng là tiền bạc đề huề Lúc nào cần cái gì Người ta dụt cái cục tiền ra Cả cục vậy đó Cho nên là cờ nó phải là à, siêu lòng Phải à, suy nghĩ đến những cái điều Được gọi là viễn vong À, cho nên là những người mà yêu mến hâm mộ cờ cũng bị dắt mũi theo cái chiều được gọi là giàu sang phú quý đó cuộc đời mà mọi người người ta làm cái gì á người ta cũng đã có tính toán kỹ rồi á à, mình nhận được gì từ họ thì mình cũng sẽ trả lại cho họ gấp đôi gấp ba cuộc đời không có ai mà không không mà người ta rút tiền túi tiền của chính gia đình họ mà người ta cho mình không không khơi khơi như vậy nếu như người ta không biết được rằng là mình đang là một cái món mồi ngon mà người ta có thể là lợi dụng vào nấu thì các bạn cứ nghĩ rằng là cờ siêu sao siêu năng lực nhiều lúc người ta giúp là người ta cũng đang muốn đào tạo cho cờ đó mấy bạn cho nên rằng là muốn mài dũa rèn luyện một cái viên được gọi rằng là sỏi đá mà thành một cái viên ngọc thì nó cần thời gian rất là dài. Bởi vậy nên là cái chặng đường 6 năm vừa qua cái công sức của cố ca sĩ nó cũng nhiều lắm. Mà thôi bây giờ á nói như thế này này cái sự vô ơn và cái sự trả ơn nó khác biệt với nhau lắm. Cho nên là các bạn đừng có lo, đừng có lo rằng là phía bên cố ca sĩ là phải nói cờ là trả ơn thế này thế nọ tại vì người ta không bao giờ người ta có cái khái niệm đó đâu mấy bạn. Người ta chỉ nghĩ rằng là bây giờ á coi như là 6 năm vừa qua giúp cho cờ á thì cái đó là một cái minh chứng cô ca sĩ luôn là một cái người sống có tình có nghĩa là một cái người mà sống giàu lòng yêu, thương giàu lòng yêu thương giàu lòng trắc ẩn đơn giản là như vậy thôi còn bản thân của cờ muốn trả hiếu bằng cái cách là hạ thờ phụng mẹ nuôi của mình hay là muốn trả hiếu bằng cái cách là ghi nhớ tạc giả dạ mẹ mình ở trong lòng trong tim thế này thế kia thì cái đó á, chả có ai chứng được chả có ai biết được bởi vì sao biết không ạ à? tại vì bây giờ họ dư luận người ta đang nói quá là nhiều bây giờ mà mình không làm mình không muốn thể hiện những cái sự yêu thương của mình dành cho người mẹ quá cố ấy thì làm sao mà người ta ngừng nói về mình được mà cái nồi mà nó giả trăng á thì người ta nhìn vào người ta biết liền hả cái nồi mà hả sống mà nó không thật lòng thật tâm á người ta nhìn vào là người ta biết rằng là trời ơi cho dù mà có lập bao nhiêu cái nơi thờ phụng đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ mà cố ca sĩ về đó để mà ăn cái chân cơm mà cờ đưa thế này thế kia thôi thì bây giờ vậy nè cuộc sống mà đương nhiên rằng là ai cũng sẽ có những cái sai lầm và cái vấp ngã đáng lẽ ra người ta cũng sẽ rất là bao dung và người ta cũng sẽ rất là tha thứ bởi vì nếu như cờ là một cái người mà hiểu ra cái câu chuyện cho dù trong cái sự việc mẹ con có xích mít như thế nào có ra làm sao đi chăng nữa thì mẹ con vẫn là mẹ con đáng lẽ ra em phải nên nói chuyện rõ ràng rành mạch đối với cố ca sĩ lúc mà cô ấy còn sống á để mà mẹ con mình cùng giải quyết chứ đằng này còn em em biêu xấu cố ca sĩ ở bên ngoài xã hội rồi đưa những cái dẫn chứng rồi thế này thế kia rồi em vẽ ra biết bao nhiêu cái câu chuyện sai lệch để em nói về cô ca sĩ để đến ngày hôm nay người ta vẫn còn có cái cớ để về nói về cô ấy thì thử hỏi rằng là cho dù em có tạc cô ấy trong lòng của em hàng trăm hàng nghìn lần hoặc là em có thờ phụng cô ấy nhiều cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không có bất kỳ một ai hiểu được cái nỗi lòng của em bởi vì người ta chứng kiến được từ đầu đến cuối cái câu chuyện rằng là em sai hoàn toàn nhưng mà em không có biết nhận lỗi Ok cái video của Quýnh Nhà thì đến đây là kết thúc nha mọi người ơi Cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe cái video của Quýnh Nhà Nếu thích cái video của Quýnh Nhà thì các bạn có thể like, share, subscribe, ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nhà nhé. Mến chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo à. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ à.